là em lên một cái cây siêu bông mình lại đế cực kỳ đẹp nha cô chú. Hàng này hàng bonsai nha, Trời cây ơi, đế đẹp nơm mà quá. thú nha cô chú, Rồi. duyên lắm nha. Đẹp nha cả nhà. Trời Dạ, ơi, cây cưng này là quá đế đẹp xuất sắc luôn. Đây, cô chú anh chị Hàng coi. này về mình để bàn thí sinh lắm nha cô chú anh chị. Đế thú rõ luôn nha. Dạ đúng rồi, Cưng quá à. hàng sưu tầm á cô chú. Dạ em xin kính chào quý cô chú anh chị mình đã quay trở lại Phúc An Garden nha. Dạ rồi, hôm nay em tiếp tục và ghé bên vườn của chị Lan Thanh nha cô chú anh chị. Hôm nay bên vườn của chị tiếp tục giao lưu với mình một số cái mai giống nha cô chú ơi. Rồi ha, đầu tiên ha, sẽ cho cô chú anh chị mình tham khảo cái Dạ, mai đây nhện là hộc mai nhện toàn. toàn, đây có hai màu hoa nó hai ấy luôn. Chà. Dạ có màu vàng nha cô chú anh chị ha. Kem. Dạ vàng kem ha. Cái này là em quay dốc chiều cô chú nên nó tàn ha. Dạ. Đây cô chú anh chị. Nó ra là ra bông chùm gì không ha. Cái này là giống nhện ngọc toàn nha cả nhà mình. Dạ đúng rồi, nhện ngọc toàn. Cây này đang sẵn hoa cho mình luôn ha. Dạ rồi. Đây, cây này em có giao lưu luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó hơi nó có lỗi là nó bị lên trái nha, bị trái lưng ha. Nắng nó táp á cô Dạ, chú anh chị. nắng Chứ cây táp. nó rất khỏe nha, không có vấn đề gì hết. Dạ đúng rồi, chỉ có lỗi là bị trái lưng Cái hoa của nó này thôi. tầm 8 cánh ăn lên hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi nè, rồi mình đo thông số thử cây này luôn chị Lăng Thanh. Ngay chỗ này không có đo được, đo đây nha. Đo chỗ đó đi. Rồi, cái hoành mình 20 ha. Dạ. Cây mình cao 90 nha. Rồi. Tàn này không biết đo làm sao nữa Người đó đã vậy đi. rộng 55 ha. Dạ. Rồi, cây này cái bệ đế đẹp nha, tiếc cái nó bị cháy nắng nên nó bị lũa một vài Đúng chỗ rồi. ha. Cây này dán bay luôn nè cả Dạ nhà. nên cây này mà theo nó không cháy là nó có giá dữ lắm á, mà tại nó có bị cháy nên em giao lưu cây đầu clip này là chỉ 2,5 triệu bao ship thôi ha. Đây cả nhà mình tham khảo nha, cây này rất là đẹp nha cô chú Hai anh triệu chị. rưỡi bao ship rút chậu ha. Dáng đẹp nè ha, cái này dáng bay bay nữa nè, nằm cô chú anh chị mình thấy không, cái dáng rất là đẹp nha. Rồi. Nhiên ngọc toàn Đặc bự biệt ha cô chú tầm anh nha. chị. Rồi. Để nha, em đi qua bên đây em dọc cho cô chú anh chị mình tham khảo Nó nha. có hai màu hoa luôn á, cái hoa này sáng nó trổ hoa vàng á cô chú, mà giờ nó bị Cây này rất rụng là chuẩn hoa nha này, cô nó chú. trổ hôm qua. Dạ nè nè, đây trên bông màu vàng luôn ha. Đó. Hai mặt hoa rõ rệt luôn ha, rồi thêm cái vàng kem nữa nè, xuất sắc nha cả nhà mình. Rồi ha, 2,5 triệu cho cây này ha. Dạ, bao ship rút chậu hay cô chú. Dạ. Rồi ở đây là cái mình Đây có cây thêm đó cây em nữa. giao lưu rồi. Giao lưu rồi ha. Dạ đúng Dạ cô chú anh chị, quá trời đẹp luôn ha, xuất sắc nha cả nhà. Rồi. Còn rồi. cây Bên nào nữa đây không chị? em còn một cây này em giao lưu luôn ha. Dạ. Cây này tính mình số 2 đi, số 2 mã nhện ngọc toàn luôn ha. Dạ. Hoa này cô chú anh chị, viền kem ha. Đây. Hai Đó, màu luôn á. hai màu luôn cả nhà ơi. Nói chung là bên vườn của chị Lan Thanh cây ra hoa rất là chuẩn nè cả nhà. Rồi mình đo thông số luôn nha chị. Cây này đẹp nha, bộ đế đẹp nè. Cây này thân lắc duyên lắm nha. Có duyên lắm nè. Cây này không có lỗi nha cô chú. Dạ, quỳnh thân mình là 20 ha. Dạ. Tính mình cái củ đặt ngay đây thôi nha. Củ đặt mình 62. Đây. Cây mình cao 66 ha. Dạ. Tán mình rộng 55. Rồi, cây này em giao lưu với giá là 3,5 triệu bao ship nha cô chú anh chị. Dạ, 3,5 triệu cho cái mã Dạ. số 2 nhện ngọc toàn cả nhà, cây Dạ, bự 3,5 triệu mã ha. số Cô chú 2 anh nha. chị tham khảo nha. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái mặt hàng mai giống nhện ngọc toàn nha cô chú Dạ, anh chị. đúng rồi. Rồi cô chú nha, em đang ở cái khu mà mai giống nhiều ngọc toàn bên vườn của chị Lan Thanh nè cô chú anh chị. Đó cô chú mình thấy nha, Dạ. rất là nhiều nha. Cây xanh tước mướt rượt luôn nha cô chú. Dạ Cái rồi. lô này là mình lấy bo rất là nhiều nha cô chú đây. Nó Lô ra này chắc rất là cỡ khỏe, em bóc đại cho mình. bất đại nha. Cái này chắc cỡ nè cô chú, này cái này tính cho mình 30 cm ăn lên đi ha. Củ đế có nha cả nhà. Giao thì em sẽ bóc cây cây Đủ cao nhiêu? ha, tầm 30 em giao cho mình ha. Cái này là cái ni đi chị ha. Nè, cái này tầm 30 nè chị. Dạ. Cái ni thì em sẽ bóc ni tầm 30 em giao. Dạ, cây là có quấn rễ nha cô chú. Giống như cây nhỏ này là không có giao nè cô chú, Dạ để đúng rồi, lại cây nè. nhỏ đó thì em để em dưỡng lại Dạ, cái chăm này tiếp. cũng bỏ lại luôn nè. Sẽ giao cho cô chú anh chị những cái cây như em làm mẫu nha. Cô chú anh chị tính là 30 ha. Rồi, cái này mình giao lưu sao chị? Dạ, lô nhị ngọc toàn này em giao lưu với giá là 250 một cặp, em bao ship nha cô chú anh chị. Dạ.
250 một cặp bao xếp nha cô dạ, chú. Đúng rồi, bao này xanh xanh quá cây rồi, khỏe vậy đó. Nhìn nó sung ghê luôn chị. Sung khỏe đều cây. Có những cái cây củ đấy rất là đẹp nha cả nhà. Dạ, một cặp và 250 về mình lấy bao vô tư luôn nha cô chú. Đây, em sắp về nè cô chú, sắp ngẫu nhiên ha. Nói chung là cây rất là đẹp nha cả nhà. Thì 250 một cặp là bên vườn sẽ bao ship cho mình. Cô chú anh chị mình cần sưu tầm giống mình cứ alo cho chị. Đại đó đều dưới tấm cây luôn. Dạ, đây nè cô chú, hộ cây này quá tí luôn à. Có những cái cây hơn nữa nha, nhưng mà tính trung bình cho cô chú anh chị mình như vậy cho dễ nè. Đây, củ đế thì nó cái hoành thân của nó cô chú anh chị là cỡ ngón tầm bút bi à. Ừ, có cái cỡ cây bút bi nha cô chú. Cỡ bút bi nha cô chú, có cái cũng được ngón tay út ha. Lộn xộn nha cả nhà ơi. Rồi, một cặp là 250 bên vườn của chị bao ship cho cô chú anh chị mình luôn nha. Là bao chuẩn giống nha dạ, cô chú. Lô này em còn tầm mà chắc được chừng này vài trăm cây hay nghe cô chú, 200-300 dạ. Gì hả? Dạ rồi. Dạ. Khu này hết cô chú anh chị. Hàng này giờ cũng ít có cô chú ơi. Dạ, dạ đúng rồi. Ghép mới ghép thì có chứ tầm này thì hết rồi. 250 một cặp bao ship ha. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình qua mặt hàng tiếp theo nha cô chú. Dạ. Dạ tiếp theo thì bên vườn của chị Lan Thanh á, sẽ lên một số cái mã số giảo siêu bông bình lợi nha cả nhà. Dạ, siêu bông bình lợi cây này là mã số 3 đi ha, tại nãy đầu clip em có hai cây rồi. Dạ. Dạ, tiếp theo là mã số 3 siêu bông bình lợi ha. Trời ơi, cây đẹp. Này là ghép hai mắt bo ha, cây khỏe bo vi vu luôn nha cô chú. Dạ. Hôm nay khách kiếm em hàng lấy bo nên em giao lưu luôn nè ha. Rồi. Hoành của nó là 13. Cây mình cao 52 ha. Rồi. Bo nhiều nha cả nhà. Rồi mã số 3 này em giao lưu với giá 300.000. Ủa 500. 500.000 bao ship nha cô chú anh chị. Dạ rồi 500.000 rút chậu nha chú. Dạ mã số 3 500 dạ. Giảo siêu bông bình lợi bao ship. Mã số 4 nha cả nhà. Dạ số 4 siêu bông bình lợi luôn ha cô chú anh chị. Cái lô này là bình lợi không chị nó ha? Cũng có à đúng rồi. Nó cũng có củ đế cho mình nha cô chú. Dạ đây. Cũng có duyên nè. Ừ, đúng rồi. Bình thân nó cũng 13 luôn nha. Cái lô này dao động bình thân là 13 nha cô chú. Dạ. Cây cao 50 ha. Cây này tàn vậy chứ già bo cô chú có nút nụ không nè. Đó. Cây tầm 20 bo cả nha. Dạ, tầm đó đó. Rồi mã số 4 ha. Số 4 cũng là 500.000 bao ship nha cô chú, rút dạ. Chậu. Rồi. Số 5 luôn cả nhà. Số 5. Siêu bông bình lợi luôn ha. Siêu bông bình lợi luôn nha cô chú. Ủa sao này lá nó như có cẩm thạch luôn ha. Ừ, giống muốn muốn đột biến nè cả nhà. Đẹp ha. Đẹp. Màu đẹp nè. Này mã số 5 hả cô chú? Có củ đế nha. Hoành này 12 thôi nha cô chú. Rồi. Cao 40 thôi nha. Mã này số 5 nha. Số 5 em giao lưu 470 thôi nha cô chú. Rồi. Dạ. 470 bao ship nha cô chú anh chị. Rồi. Dạ. Ủa số 6 chứ? Số 6 dạ. Tiếp theo mã số 6 siêu bông bình lợi luôn nha chú. Cô chú. Hai bò thầm lùm luôn nè. Này bò già cây này đế đẹp nha cô chú. Có củ đế cho mình ha. Cây này hoành to hơn này nha. Cây này hoành 13 cô chú. Dạ hoành 13 nè. Cao 55. Rồi mã số 6 ha. Số 6 em giao lưu với giá 500.000 bao ship nha cô chú anh chị. Dạ 500 bao ship nha cả nhà mình. Dạ rồi, tiếp theo là mã số 7 nha dạ, cả nhà. Số 7, cây siêu bông bình lợi, cây này đế đẹp nha cô chú. Giá dạ. Thân nó lắc nha, lắc chữ giọng chữ C đẹp lắm nha cô chú anh chị. Cây này có duyên nha cả nhà. Dạ. Em quay cho cô chú anh chị mình thêm nè. Với cái bo này nó già bo nha. Lá xanh già dạ, dạ, kia ha. Xanh lẹ luôn. Xuất sắc nha cả nhà. Rồi, em ra thông số cho mình ha. Rồi. Rồi dạ hoành này thì 12 thôi nha cô chú. Rồi. Cây giọng chữ C duyên quá. Cao 48 nha cô chú. Cây cũng ghép hai mắt bo nha. Lô này em ghép hai mắt bo nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi mã số 7 này em giao lưu với giá 550 bao ship nha. Tại cái cây này dáng duyên dữ lắm. Cây này đẹp thiệt chứ. Thấy rút chậu nha cô chú anh chị. Rồi cây thuần chậu cho mình nha cả nhà. Dạ, xanh lè luôn á này rút. Rồi mình rút mình thử. Có là cứng nhắc. Cứng bầu quá đây. Đây cả nhà ha. Vậy em bó đi vô tư luôn nha. Dạ rồi ha. 550 cho cái mã số 7 nha cả nhà. Dạ. Mã số 8 nha cả nhà mình. Dạ, số 8 em giao lưu một cây siêu bông bình lợi luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này cũng chữ C nè, mà nó không bằng cái kia. Dạ, cũng có duyên đó. Ừ. Hoành thân cũng 12 nha cô chú. Cây kia lắc cây hơn. Cao 43. Rồi, cây này đẹp. Dạ. Mã số 8 này em cũng giao lưu 500.000 bao ship nha cô chú anh chị. Dạ, 500.000 cho mã số 8 cả nhà ha.
Rồi mã số 9 nè, Dạ, mã mã số tulip 9 luôn. là em lên một cái cây siêu bông mình lại đế cực kỳ đẹp nha cô chú. Hàng này hàng bonsai nha. Trời ơi, Cây đế nôm mưa. mà thú nha cô chú. Rồi. Duyên lắm nha. Đẹp nha cả nhà. Dạ. Ôi cưng quá Cây à. này là đế đẹp xuất sắc luôn. Đây cô chú anh chị. Hàng này về mình để bàn thí sinh lắm nha cô chú anh chị. Đế thú rõ luôn nha. Dạ đúng rồi. Cưng quá à. Hàng sưu tầm á cô chú. Quỳnh thân của mình 12 thôi nha. Dạ rồi. Duyên quá trời duyên rồi chị ơi. Đẹp quá. Cái bệ mình là 39. Dạ. Đó, cái sổ cao này cài đẹp quá. Cái sổ này 15 luôn á cô chú. Rồi. Cây mình cao 40. Cái đuôi nữa nè trời. Cưng ha. Tàn mình rộng 33 ha. Dạ. Trời ơi đã. Con thú nè. Cây rất là duyên nha cô chú. Có cái đuôi nè. Cưng quá à. Siêu bông bình lại. Bình Trời lại ơi, ai thích hàng đế đẹp là liên hệ em cây này gấp 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 nha. Có một cây rồi cả nhà. Đúng rồi, có một cây thôi đó. Hàng sưu tầm em không có còn luôn đâu. Dạ. Đẹp quá. Rồi, mã cuối này là mã số 9 luôn ha. Cuối clip luôn nha cô chú. Rồi. Dạ, số 9 này em giao lưu với giá là 1 triệu rưỡi. Bao ship luôn cái chậu cho mình nha. Cây này là em ship luôn chậu ha. Dạ, 1 triệu rưỡi nha dạ, cô chú anh chị triệu cho rưỡi bé bao thú ship. Này ha. Đúng rồi. Siêu bông bình lại. Rồi mình chào khán giả luôn nha chị. Dạ, em cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip của vườn em ngày hôm nay ha. Thì rất mong được sự ủng hộ nhiệt tình của cô chú anh chị mình ha. Mình ưng mã nào thì vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại 0985 263033. Em chúc cô chú anh chị mình nhiều sức khỏe ạ. Em chào tạm biệt ạ. Dạ rồi, em kết thúc video của mình tại đây nha. Chúc cô chú anh chị mình có một ngày thật là tốt lành nha. Rồi, em chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video tiếp theo ạ.